Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả cùng đến với 30 phút chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023, chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp khả thi hiệu quả, tăng nhanh khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Thành phố Cần Thơ có 6 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, chỉ đạt 60% chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao đến năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Cần Thơ xếp thứ 5 trên cả nước về điểm trung bình môn sinh học. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp khả thi hiệu quả, đẩy mạnh việc triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%, gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, cơ cấu thời hạn trả nợ. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ của tổ chức tín dụng để kịp thời có giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động hoàn thành trong tháng 7 này. Tính đến giữa tháng 7, cả nước xuất khẩu hơn 4,48 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 2,4 tỷ đô la, tăng hơn 17% về lượng và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch tăng trưởng cao hơn lượng nên trị giá bình quân mỗi tấn gạo xuất khẩu năm nay cũng cao hơn cùng kỳ. Cụ thể, trị giá gạo bình quân đạt hơn 530 đô la Mỹ một tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 490 đô la Mỹ một tấn. Ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều nằm ở châu Á, gồm Philippines, Trung Quốc và Indonesia. Theo Bộ Công Thương, tại thị trường trong nước, giá gạo tiếp tục điều chỉnh tăng từ 50 đến 100 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Cụ thể, gạo 85% giao dịch ở mức 548 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 528 đô la Mỹ một tấn. Trong tháng 7 năm nay, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Khách nội địa tháng 7 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách lưu trú. Tính chung 7 tháng năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, ngành còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế đến cuối năm. Thời gian qua, ngành chức năng thành phố Cần Thơ luôn chú trọng đến công tác đào tạo tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Và riêng từ đầu năm đến nay đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho hơn 160 hướng dẫn viên du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố. Lớp tập huấn cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế này vừa bế giảng vào chiều 28 tháng 7. Tham gia đợt tập huấn lần này có 40 hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ và 36 hướng dẫn viên du lịch đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian 3 ngày, các hướng dẫn viên du lịch được trao dồi thêm những kiến thức về hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch, thông tin về những sản phẩm du lịch mới cùng văn hóa ẩm thực của thành phố Cần Thơ và các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Trong thời gian vừa qua thì mấy anh em cũng có mùa dịch đó. Nó bị hạn chế cái tour, thì sau này mở cái lớp này mấy anh em lại cung cấp lại kiến thức mấy thầy với thầy ở Cần Thơ lên bổ sung cho tụi em rất là nhiều. Qua cái này mấy anh em cũng cố được và có những cái hướng đi nó xa hơn nữa. Nó giúp cho chúng ta cập nhật được thêm cái những kiến thức đã biết nhưng mà có những cái thay đổi do cái chiều hướng phát triển của đất nước. Đặc biệt có cái phần đó là có phần cập nhật cả kiến thức sơ cấp cứu. Thì đây cũng là một kỹ năng mềm rất quan trọng trên đường tour của các hướng dẫn viên. Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ SPCT Cần Thơ khai giảng lớp tập huấn tương tự cho 85 hướng dẫn viên du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố. Theo thống kê, hiện Cần Thơ có 72 doanh nghiệp lữ hành với 875 hướng dẫn viên đang hành nghề. Ngành chức năng thành phố cho rằng, việc đào tạo cập nhật kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch là yêu cầu rất cần thiết đối với xu thế phát triển du lịch hiện nay.
làm sao để cho đội ngũ hướng dẫn viên nắm bắt được thêm những cái kiến thức cơ bản nhất về là việc chấp hành pháp luật. Thứ hai nữa là về cái nội dung mà chúng ta mong muốn để giới thiệu cho du khách biết. Cái địa điểm mình giới thiệu thì làm sao để cho du khách thu hút được thì nó phải đi vào lòng người. Thì bên trung tâm đã liên kết và phối hợp với các chuyên gia về ẩm thực, về văn hóa, về lịch sử, về tôn giáo để tham gia hướng dẫn, giảng dạy, chia sẻ và truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử, địa lý, văn hóa, ẩm thực, tôn giáo và con người Cần Thơ đến với anh chị hướng dẫn viên du lịch để nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất để phục vụ tốt cho nghề của mình. Bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong hành nghề, mà thông qua những lớp tập huấn như thế này, các hướng dẫn viên du lịch sẽ cập nhật được những chính sách, những sản phẩm mới bổ sung vào hành trang hướng dẫn, góp phần làm phong phú và chuyên nghiệp hơn cho nghề nghiệp của mình. Và quan trọng hơn là đưa hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển. Hôm qua tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đại diện 9 quận huyện trên địa bàn thành phố. Nội dung gồm 2 phần thi, tự giới thiệu với hình thức sân khấu hóa và phần thi giới thiệu di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương. Hội thi nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền di sản văn hóa trong trường học, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tuyên truyền viên di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương có triển vọng. Kết quả đội thi đại diện quận Ô Môn đạt giải nhất. Cũng hôm qua, Hội hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ đã tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và bà Lê Thị Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đến dự. Đại hội thống nhất với báo cáo chính trị giai đoạn 2018-2023, Hội hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện 5 nội dung chủ đạo trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, đẩy mạnh cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nâng cao hiệu quả đối ngoại, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có Cần Thơ, tham mưu cho lãnh đạo thành phố các giải pháp mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, môi trường và tích cực quảng bá thu hút đầu tư các đối tác Liên bang Nga vào thủ phủ miền Tây. Đại hội đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành gồm 11 thành viên và bà Nguyễn Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp thành phố đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Theo đó, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng các cơ chế chính sách của thành phố Cần Thơ hợp hiến hợp pháp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh truyền hình, mạng viễn thông, vân vân. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ngành tư pháp thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản luật mới có hiệu lực thi hành, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Hội nghị triển khai quy định về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức trong hôm qua. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, các đại biểu được giới thiệu chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Gần 400 đại biểu là giảng viên sinh viên và đại diện các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ đã tham dự hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành xây dựng do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức vào hôm qua. Tại hội thảo, gần 10 bài báo khoa học, bài tham luận được trình bày xoay quanh các vấn đề về chuyển đổi số ngành xây dựng với ISO 19650 và mô hình thông tin công trình BIM, nghiên cứu ứng dụng Flashix trong mô phỏng ứng dụng hệ thống kè chống sạt lở,
Ngoài ra, còn nhiều ý kiến thảo luận trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia giảng viên, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng về những xu hướng giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng. Dịp này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng chương trình đào tạo giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Trong đó có 3 dự án đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tương ứng khoảng 587 căn hộ, gồm chung cư nhà ở thu nhập thấp Hồng Loan, chung cư nhà ở xã hội do công ty cổ phần Nam Long Hồng Phát làm chủ đầu tư, chung cư nhà ở xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Cần Thơ. 3 dự án hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cung cấp 1.872 căn, gồm chung cư nhà ở xã hội Gia Phúc, dự án nhà ở xã hội chung cư Phước Thới, quận Ô Môn, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C. Với 6 dự án hiện có, thành phố Cần Thơ chỉ đạt 60% chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao đến năm 2025. Thông tin thi công tuyến điện hạ thế tại kênh Nam Châu. Và đây là thông tin vui dành cho 14 hộ dân ở kênh Nam Châu thuộc ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Mấy chục năm qua chưa có điện lưới quốc gia để sử dụng. Theo đó, trên tuyến kênh này sẽ được lắp dựng 60 trụ điện hạ thế để kéo điện từ tuyến lưới điện 4 tổng cấp điện cho 14 hộ dân thuộc ấp An Thạnh và các hộ thuộc các ấp khác trên tuyến còn đang sử dụng điện câu đuôi. Điện lực Cờ Đỏ phối hợp với đơn vị thi công vận chuyển vật tư bằng đường bộ và đường kênh và đã hoàn thành được 41 trụ. Còn lại 19 trụ chưa triển khai được do đi qua ruộng lúa của người dân đang trong giai đoạn trổ bông và làm đồng. Dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2023 sẽ lắp dựng 19 trụ còn lại. Giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh 900 đến 1.300 đồng một lít trong kỳ điều hành vào ngày 1 tháng 8 tới, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt. Bên cạnh đó, giá các loại dầu cũng được dự báo có thể tăng nhẹ hơn, từ 500 đến 1.000 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tổ chức Động vật Châu Á vừa cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa từ một chủ nuôi ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và vận chuyển về ngôi nhà gấu lớn nhất Việt Nam tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để chăm sóc và đảm bảo an toàn. Với việc cứu hộ thêm 2 cá thể gấu ngựa này, tổng số gấu được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam hiện nay đã lên tới 264 cá thể. Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, hai cá thể gấu ngựa trên, bao gồm một gấu đực và một gấu cái, đã được hộ gia đình nuôi nhốt trong khoảng 15 đến 20 năm, có gắn chip đăng ký. Chủ nuôi tự nguyện hiến tặng gấu vì mục đích nuôi nhân đạo và nâng cao phúc lợi cho động vật, cũng như đưa gấu về nơi nuôi dưỡng, cứu hộ có quy mô và điều kiện tốt nhất cả nước là Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai cá thể gấu trên được Tổ chức Động vật Châu Á đặt tên là Bonnie và Lai. Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa tạm giữ đối tượng Phan Thiện Thành vận chuyển trái phép 2.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hôm qua 28 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an quận đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 65C18162 tại quốc lộ 91B, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, do Phan Thiện Thành, sinh năm 1982, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ điều khiển. Phát hiện trong xe có chứa hơn 2.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu Z Hero. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ quận Thốt Nốt về trung tâm thành phố Cần Thơ để tiêu thụ thì bị bắt. Trước đó, Thành cũng đã từng bị xử phạt 6 tháng tù về tội vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Thưa quý khán giả, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Cần Thơ xếp thứ 5 trên cả nước về điểm trung bình môn sinh học. Và đây là năm thứ 7 liên tiếp Cần Thơ nằm trong top 10 tỉnh thành có điểm trung bình môn sinh học cao nhất cả nước. Một sông nước băng mai sáng nay là ghi nhận về những nỗ lực của thầy và trò trong việc dạy và học để mang về thành tích cao vinh dự này. Từ năm học lớp 10, em Nguyễn Thanh Đạt, trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều đã thích môn sinh học. Bởi theo Đạt thì kiến thức môn sinh gắn với thực tế, càng khám phá em càng cảm thấy có nhiều điều hay có thể ứng dụng được vào đời sống. Chính vì thế em say mê nghiên cứu, học tập, đào sâu kiến thức môn sinh.
Kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, em đã đạt 10 điểm môn sinh học. Em đã có được 10 điểm sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là nhờ vào những cái nỗ lực của thầy cô trong việc truyền lửa đam mê cho em và nhờ vào công tác giảng dạy. Ví dụ như là thầy cô có thể tiếp cận những dạng bài tập mới, những dạng bài tập kiểu mà mình có thể trích dẫn thông tin từ những cái bài đọc đó để mà mình có thể trả lời câu hỏi theo hướng dạng mới. Thầy cô có thể cho những cái chuyên đề để mà em có thể nâng cao được cái khả năng làm bài tập và khả năng đọc hiểu của em. Em Thanh Đạt là một trong 4 thí sinh của thành phố Cần Thơ đạt điểm 10 môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thành tích này góp phần chung vào tổng số điểm bình quân môn sinh học của thành phố Cần Thơ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là 6,83 điểm, trong khi điểm bình quân cả nước là 6,39 điểm. Cần Thơ được xếp thứ 5 trên cả nước. Theo thống kê phổ điểm bình quân từng môn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 đến nay, thí sinh của Cần Thơ đều nằm trong top 10 tỉnh thành có điểm số bình quân môn sinh cao nhất cả nước. Để có được thành tích vượt trội này, ngoài sự nỗ lực và niềm đam mê môn học của học sinh, thì yếu tố rất quan trọng chính là công tác dạy học của đội ngũ thầy cô giáo, những người đã ngày đêm miệt mài, truyền lửa và dung bồi kiến thức cho các em. Bản thân tôi thì luôn thực hiện đúng cái kế hoạch giảng dạy của tổ bộ môn đã đặt ra và tôi cũng thường xuyên cập nhật các cái đề của Bộ Giáo dục. Đó là các cái câu hỏi có tính vận dụng cao vào trong cuộc sống, các câu hỏi về biểu bản sơ đồ nhằm phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Ngay từ cái kết thúc cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì Sở Giáo dục đã đào tạo đã chỉ đạo cho các cái cơ sở giáo dục là phải tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá rồi rút kinh nghiệm cái đề thi của năm 2022 cũng như là cái kết quả được đạt được của năm 2022. Từ đó rút ra được những cái bài học kinh nghiệm cho giáo viên cũng như là học sinh trong quá trình là ôn tập cũng như là chuẩn bị để thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo có được cái đề thi minh họa thì cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng cái kế hoạch ôn tập cho học sinh nó phù hợp. Cái thứ ba nữa là trong quá trình ôn tập thì đối với giáo viên thì phải xây dựng được cái phần kiến thức cốt lõi của cái chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ sự thương yêu sẻ chia do những khó khăn của bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều xây dựng mô hình bếp thương để trao tặng những suất cháo nhằm giúp những bệnh nhân giảm bớt phần chi phí và cố gắng vượt qua bệnh tật. Sau đây chúng ta cùng đến với mô hình bếp thương của các bạn đoàn viên thanh niên phường Xuân Khánh. Đoàn phường Xuân Khánh có mô hình bếp thương, là đoàn viên em cùng các bạn góp một phần công sức nhỏ để nấu lên những cái phần cháo thơm ngon dành tặng cho những bệnh nhân trong bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những người từ xa tới đây để chữa bệnh, để giúp cho bệnh nhân vượt qua những cái khó khăn bệnh tật. Để thực hiện cái mô hình bếp thương, đoàn phường thì vận động các nguồn xã hội hóa, các nguồn mạnh thường quân tại địa bàn cũng như trên quận Ninh Kiều thì tham gia hỗ trợ về các gạo, nhu yếu phẩm, vận động các bạn đoàn viên tại địa bàn địa phương lên hỗ trợ đoàn phường để thực hiện tốt được cái hoạt động thực hiện mô hình bếp thương. Tôi ở xa ở mà xã Tân Phú Thạnh á, đến đây trị bệnh rồi mấy cháu lại hỗ trợ cháu cho tôi ăn. Cháu ăn cũng ngon, giúp cho cô hỗ trợ một phần chi phí. Đoàn phường Xuân Khánh đã thường xuyên mỗi tháng một lần hỗ trợ những suất cháo hết sức là tình cảm từ cái mô hình bếp thương Cần Thơ. Hàng tháng thì hỗ trợ khoảng từ 50 đến 100 suất cháo cho bà con. Những cái phần cháo này một phần nào giúp cho những bà con ở xa có thêm cái nguồn năng lượng để phục hồi sức khỏe, sớm trở về với sinh hoạt của gia đình. Mô hình bếp thương được triển khai từ tháng 3 năm 2023. Mỗi tháng đúng vào ngày 26 thì bếp nơi đây nóng lên, mang hơi ấm tình thương. Dành 200 suất cháo giúp no lòng cho những bệnh nhân khó khăn, nhà xa, đang điều trị ở hai bệnh viện ung bướu và tim mạch thành phố Cần Thơ. Một việc làm tình nghĩa, mang đậm tính nhân văn, rất cần được phát huy và nhân rộng.
khán giả thân mến, dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao thì đã không còn quá xa lạ trong nhịp sống hiện đại và nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Vâng ạ, và trong thời gian gần đây thì bộ môn này cũng đã được anh Nguyễn Nhật Thiên Nam, huấn luyện viên cấp quốc gia, chủ nhiệm câu lạc bộ dance sport Thiên Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa vào hoạt động phong trào và dần phát triển theo con đường chuyên nghiệp tại địa phương. Khi nhắc đến dance sport, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của các vận động viên với những bước nhảy mạnh mẽ cùng trang phục hiện đại. Thế nhưng tại giải vô địch khiêu vũ thể thao nghệ thuật năm 2023 do nhà thiếu nhi quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, câu lạc bộ dance sport Thiên Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã vinh dự đạt giải nhất khi mang đến tiết mục sôi động cùng trang phục áo bà ba tuy quen mà rất lạ. Các học sinh của mình là đi chơi, ví dụ như vô những cái khu du lịch hay có những cái bộ đồ bà ba mang đậm chất miền Tây để cho các bạn chơi những trò chơi dân gian, rồi chơi những cái chèo thuyền trên sông gì đó. Thì các bạn vào đó các bạn lại đem dance sport ra các bạn nhảy. Thì lúc này mình sẽ lấy ý tưởng luôn là thay vì bây giờ mình nhảy dance sport mình bận đồ hiện đại, thì bây giờ tại sao mình không nhảy đồ dance sport, mình thay đồ dance sport bằng những cái đồ bà ba mà mình vẫn nhảy được dance sport. Đâu có nhất thiết thì phải bận đồ hiện đại mới nhảy dance sport được. Và cái nhạc cũng vậy, cái nhạc cũng không nhất thiết là phải nhạc nước ngoài mình mới nhảy dance sport. Nhạc Việt mình có thể nhảy được. Kết hợp cái truyền thống với hiện đại để tạo nên một làn gió mới, để cho các bé có thêm cái sự hưng phấn khi tập luyện. Và mong muốn về sau cái bộ môn dance sport này sẽ phát triển mạnh mẽ tại thành phố Cần Thơ mình. Để đạt thành tích cao tại các cuộc thi, ngoài thể lực và năng khiếu thì các thành viên trong câu lạc bộ cũng đã có sự nỗ lực kiên trì khổ luyện rất lớn khi theo đuổi dance sport chuyên nghiệp. Theo em, trong cái dance sport chuyên nghiệp thì khó nhất là bước xoay và bước đi hông. Về nhà em chống tay vào tường và em tập luyện, em lắc hông. Sau đó thì em chú ý quan sát những bước đi của thầy, những cái đẹp của thầy và được thầy chỉ dạy thì cơ thể của em mềm hơn, em dẻo dai hơn và giúp những cái bước nhảy của em được uyển chuyển hơn từng ngày. Ngoài những giờ tập luyện của thầy ra, còn em còn những thời gian rảnh của em thì em sẽ luyện tập thêm để trau chuốt những động tác khó và sẽ khắc phục những lỗi sai trong bài em nhảy, như là chân thẳng, hông lắc hông số 8, phải sử dụng tay cho đúng cách. Em được tập luyện cho những cái âm nhạc sôi động làm cho tinh thần em được vui tươi, thoải mái hơn, giúp cho em giảm đi những căng thẳng để lên lớp học tập tốt hơn. Sau 1.5 năm tôi cho theo học ở chỗ câu lạc bộ của thầy Thiên Nam thì tôi thấy là bé rất là linh động, hoạt bát, và đặc biệt có một điều quan trọng là đôi chân của bé rất là cứng cáp và uyển chuyển hơn, và tôi thấy là bé phát triển tốt về chiều cao rất là rõ rệt. Muốn đi theo con đường chuyên nghiệp thì các bạn còn phải luyện tập nhiều. Thứ nhất là ngoài cái việc học ra, mình sẽ sắp xếp thời gian luyện tập ở tại câu lạc bộ, tại nhà. Luyện tập về tất cả, về khung dáng, về bộ tay, về bộ chân, về hông. Cái quan trọng trong dance sport mà trong cơ thể mình, cái chú trọng nhất là bộ chân. Bộ chân mình đặt chính xác ở trên mặt đất thì nó sẽ làm cho khung dáng của mình chính xác. Theo đuổi dance sport chuyên nghiệp không chỉ giúp các em có được sự dẻo dai, rèn luyện nâng cao sức khỏe mỗi ngày, mà còn góp phần làm phong phú thêm những nhân tố có niềm đam mê dance sport tại thành phố Cần Thơ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình 12 giờ trưa nay.